Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa dòng và cột trong Excel. Đôi giờ sử như đây, tôi có một bảng dữ liệu. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa dòng và cột đối với bảng dữ liệu này. Đầu tiên á, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa dòng trước. Đôi giờ sử như đây, tôi muốn là xóa cái dòng số 3 này đi. Thì tôi sẽ có 3 cách sau đây. Đầu tiên á, tôi sẽ chọn vào dòng mà tôi muốn xóa. Đó, tương ứng với dòng số 3 là thứ tự 7 bên ngoài này, tôi sẽ bấm vào thứ tự 7 nó có mũi tên chỉ con phải này tôi chọn vào thì lúc này á dòng số 3 nó sẽ được quyết chọn cách đầu tiên á tôi sẽ bấm phải chuột vào dòng số 3 mà tôi vừa quyết chọn và chọn vào delete thì nó sẽ xóa đi cách thứ hai á tôi sẽ vào top home chọn vào delete và chọn vào delete Shift round thì lúc này á dòng số 3 sẽ bị xóa đi và cách thứ ba tôi sẽ bấm tổ phím là cần dấu trừ thì lúc này á dòng số 3 nó sẽ bị xóa đi đây là cách thứ ba còn nếu như các bạn chúng ta muốn là một lúc có thể là xóa được nhiều dòng thì chúng ta sẽ làm như thế nào giả sử như đây tôi muốn là xóa từ dòng số 1 tới dòng số 4 thì tôi sẽ làm như sau này chọn vào dòng số 1 tiếp theo ở đây tôi sẽ giữ phím Shift và chọn vào dòng số 4 thì lúc này á tôi đã quét chọn được 4 dòng sau đó tôi sẽ sử dụng một trong ba cách vừa rồi và tôi vừa hướng dẫn cho bạn để xóa không phải chuột Chọn vào delete Đó Còn nếu như các bạn chúng ta Muốn xóa các dòng không liên tục thì sao Ví dụ như đây Tôi muốn là xóa các dòng như là 1, 3, 5 và 7 Thì tôi sẽ làm như sau này Chọn vào dòng số 1 Giữ phím Ctrl Chọn vào dòng số 3 Tương tự ở đây Tôi giữ phím Ctrl Chọn vào dòng số 5 Và số 7 Sau đó tôi có thể là sử dụng Một trong ba cách vừa rồi Ví dụ như đây tôi sẽ sử dụng Cách là bấm thổ phím Ctrl dấu chữ Thì các dòng như là 1 3, 7 Nó sẽ bị xóa đi Đó Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa cột Đầu tiên á tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa một cột trước Giả sử như đây Tôi muốn là xóa đi cột ô Thì tôi sẽ chọn vào cột ô này Bấm phải chuột, chọn vào delete này Rồi cách thứ hai Các bạn chúng ta sẽ vào tab home Chọn vào delete ở đây Và chọn vào delete column Thì nó sẽ xóa đi Và cách thứ ba Các bạn chúng ta cũng bấm vào phím là cần dấu trừ Thì nó sẽ bị xóa đi Đó còn nếu như các bạn chúng ta muốn là cùng một lúc có thể là xóa nhiều cột thì sao? Cũng tương tự nha. Các bạn chọn vào các cột mà bạn muốn xóa này, giữ phím control. Chọn vào cột mà chúng ta muốn xóa, bấm phải chuột, chọn delete thì nó sẽ bị xóa đi. Đó. Còn muốn xóa các cột liên tục này, chọn vào cột đầu tiên này, giữ phím shift, chọn vào cột cuối cùng. Sau đó tôi sẽ bấm từ phím là control dấu trừ. Đó. Thì nó sẽ bị xóa đi. Đó, các bạn muốn xóa cột nào chọn vào cột đó, bấm phải chuột, chọn vào delete còn muốn xóa nhiều cột á chọn vào cột mà bạn muốn xóa giữ phím control lần lượt chọn vào các cột mà bạn muốn xóa bấm phải chuột chọn vào delete thì nó sẽ bị xóa đi đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách xóa dòng và cột trong Excel Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn các bạn đã theo dõi